Nhắc tới hai chữ bố già, bạn sẽ nghĩ đến gì đầu tiên? Là các mafia Ý đầy máu mặt, hay điển hình cho hai chữ bố già, đó là bộ phim Godfather đình đám của thế kỷ trước rồi phải không nào? Nhưng hôm nay, ta sẽ bàn về một bộ phim đến từ Việt Nam, một web drama trên YouTube có thể được cho là chất lượng nhất trong dịp Tết Canh Tí 2020 này. Bố già của Trấn Thành chính là bộ phim mà mình sẽ review đến cho các bạn ngày hôm nay. Phim tổng cộng gồm 5 tập, hiện đã ra đến tập thứ 3 rồi, mỗi tập khoảng 40 phút, và ta hãy cùng xem bố già đã đem đến cho mình những gì nào. Trái ngược với các tình tiết đã được đưa lên trailer như kiểu là một phim giang hồ thứ thiệt, bố già lấy đề tài về gia đình và cuộc sống mưu sinh của một người cha vô cùng nhẹ nhàng và gần gũi với khán giả. Phim xoay quanh một gia đình gồm 4 người và Trấn Thành trong vai một người chồng trụ cột, kiếm sống bằng nghề xe ôm, người vợ do Lê Giang thủ vai, người con trai với đam mê ca hát do Tuấn Trần thể hiện, và cuối cùng là cô con gái do em của Trấn Thành, Uyển Ân thủ vai. Với việc phim được chỉ đạo với Mr. To, người đứng sau có web drama đình đám không kém là Thập Tam Muội, Thập Tứ Cô Nương, Vi Cá Tiền Truyện. Cùng với đó là kịch bản do chính tay Trấn Thành chấp bút. Bố già, sở hữu cốt truyện và lối dẫn dắt có thể nói là vô cùng chỉnh chu. Bất cứ ai ở độ tuổi nào cũng có thể xem và yêu thích bộ phim lần này. Hơn thế nữa, không khí mà phim tạo ra có thể nói là vô cùng phù hợp với không khí Tết đang gần kề hơn bao giờ hết. Chủ đề của phim hướng tới cũng là điều được khai thác triệt để nhất, đó là cuộc sống mưu sinh của một hộ gia đình nghèo với người cha là trụ cột. Và phim của Trấn Thành thì đương nhiên thể loại bi hài lẫn lộn vẫn không lẫn đi đâu được. Đang cười đã đời đó, rồi khoảng lặng đột ngột đến khiến bạn lặng người đi chút lát hoặc ngược lại. Cộng với đó là dàn diễn viên chất lượng có thể coi là hút khách nhất ở nền điện ảnh Việt Nam. Lối xây dựng bi hài lẫn lộn này phù hợp hơn cả với bố già. Đặc biệt trong bố già, mỗi tập phim đều sở hữu cho mình những cái tên khách mời cực kỳ nổi tiếng và thú vị bậc nhất trên mạng xã hội hiện nay. Nổi bật nhất trong dàn diễn viên thì đương nhiên là Trấn Thành rồi. Lối diễn xuất hài hước, ngôn ngữ hình thể đa dạng của Trấn Thành đương nhiên là phù hợp với bộ phim lần này hơn bao giờ hết. Hình ảnh người cha cộc cằn, thô lỗ, bên ngoài cũng thấy là người khó gần, nhưng thực chất lại đầy tình cảm, cũng được Trấn Thành thất hòa rất rõ ràng. Thể hiện cho việc anh tìm hiểu sâu về tâm lý nhân vật này qua cách anh từng nói: "Tôi nghĩ không ít người cha phải chịu thiệt thòi trong gia đình. Dù là trụ cột, họ hay giấu cảm xúc vào bên trong, nên con cái thường ít quan tâm. Tôi muốn đưa ra thông điệp, hãy quan tâm tới người thân từ những chuyện nhỏ nhất khi còn có thể." Còn lại thì ngoài các diễn viên có kinh nghiệm lâu năm với diễn xuất như Lê Giang, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Dầu, Lê Nam, thì Tuấn Trần và Uyển Ân trong vai hai người con của Trấn Thành cũng có diễn xuất tương đối thuyết phục và không quá thua kém với những người khác. Cũng như nhân vật của cả hai có một câu chuyện đáng để ta để tâm, đặc biệt là Tuấn Trần. Câu chuyện về người con trai đam mê ca hát nhưng bị ngăn cản cũng là chi tiết tiềm năng để khai thác trong hai tập cuối. Điểm trừ mình có thể nói đến với bố già đó là phim quảng cáo hơi nhiều, nhưng đây cũng là một điều dễ hiểu vì ta được xem miễn phí mà, thì việc nhà làm phim tìm kiếm thêm nhiều nhà tài trợ thì đương nhiên là điều dễ hiểu mà thôi. Cách thức quảng cáo cũng không quá thô nhưng cũng có thể gây khó chịu với vài người. Ngoài ra thì tạo hình các nhân vật cũng không đủ thuyết phục người xem. Đây là những con người nghèo khó đang vất vả với công việc mưu sinh lam lũ hàng ngày ngoài đường. Nhưng nhìn chung thì bố già của Trấn Thành có thể được coi là một web drama khai thác về đề tài đơn giản nhưng lại quá thu hút người xem. Bi thì rất cảm động, còn hài thì cực kỳ duyên dáng. Mọi thứ đều đầy tuyệt vời cho một web drama như thế này. Hơn hết, những con số về kỷ lục lượt view mà bố già đã đem lại cũng là những điều đảm bảo chất lượng của bộ phim lần này. Hãy comment lại ý kiến các bạn về bộ phim ở bên dưới. Hãy nhớ là kênh có một page trên Facebook nên hãy like và follow để tăng thể tương tác dễ dàng hơn nha. Đừng quên subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ clip nào mình ra mắt trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Thank all. Có cái mã giảm, còn Lị á, Lị có cái mã gì? Tao có cái mã xấu thôi, bây giờ tao mới chém mày thấy mày nè.